Kính chào quý vị. Có một anh giáo dân tỉnh Ngộ, anh nhờ Ly đọc cho anh cái bài thơ Tự sự của con chiên cờ vàng để anh dùng anh nói với chị của anh. Tại vì chị của anh phản đối việc anh tình anh rời nhà thờ cho nên anh kêu Ly đọc. Thì hôm nay sẵn đây Ly đọc và mời quý vị nghe bài viết Tự sự của con chiên cờ vàng của bác Xích Lô Việt. Ly kể tiểu sử cái bài thơ này. Thì quý vị biết là giáo sư Trần Trung Ngọc, một người đã là một người của Việt Nam Cộng Hòa, đã ông sống ở Mỹ và ông miệt mài bao năm khi ở Mỹ, ông viết về cái tà đạo này. Và vì vậy thì có một cái chiến dịch của con chiên cờ vàng hải ngoại kêu gọi huy động hơn 1 tỷ tín đồ trên thế giới làm đơn kiện giáo sư Trần Trung Ngọc ra tòa án ở bên Mỹ. Và trong đó thì có ông Hoàng Duy Hùng là phụ trách mảng pháp lý. Kêu gọi biểu tình, kêu gọi kiện, nhưng mà ông Trần Trung Ngọc có nói là nếu kiện thì ông có cần có thiếu tư liệu thì ông cho mượn, và những cái tư liệu ông cho mượn thì là sách của bưu Mỹ. Và sau đó thì chúng nó rất là căm thù giáo sư Trần Trung Ngọc. Nhưng mà cuối cùng thì giáo sư Trần Trung Ngọc mất lúc năm 84 tuổi, cho nên cái bài thơ này nó rất là vui, nó sâu cay mà vui quý vị. Mời quý vị nghe. Bao năm qua, giáo sư Trần Trung Ngọc đã miệt mài làm công việc góp nhặt thông tin để vạch trần những trò xảo trá bịp bợm của ca tô giáo, khai sáng cho những người bị cám dỗ bởi những thủ đoạn khai thác tâm linh của các chủ chăn ca tô. Sức lan tỏa từ những bài viết của ông được sự hỗ trợ bởi sự bùng nổ thông tin toàn cầu đã làm cho các con chiên cờ vàng đứng ngồi không yên, thất điên bát đảo, bởi vì họ cũng hình dung và cảm nhận được rằng sau khi đọc những bài viết của ông, con số bò đạo sẽ ngày càng nhiều và chắc chắn sẽ rất lớn trong số 7 triệu tín đồ Cato người Việt. Thế nên sự ra đi của giáo sư Trần Trung Ngọc là niềm hân hoan của các con chiên cờ vàng là vì thế. Niềm hân hoan ấy đã được thể hiện trên rất nhiều trang web đăng tôn thờ Đức Vâng Lời. Tức là khi mà giáo sư Trần Trung Ngọc mất đó, thì chúng nó rất là hân hoan và viết bài mừng vui ở trên các cái trang của chúng nó. Niềm hân hoan ấy thể hiện nhiều trên các trang web đăng tôn thờ Đức Vâng Lời, mà tôi chỉ biết lượm lặt lại làm thành bài thơ gửi ông nơi suối vàng để ông đọc chơi, như ông đã từng đọc những gì mà các con chiên viết về ông lúc sanh tiền. Tự sự của con chiên cờ vàng: nó đã chết đi, chết thật rồi, ơn Chúa quan phòng mẹ mân côi, bao năm con khấn nay đã toại, ơn Chúa nhiệm màu lạy Chúa tôi. Có nghĩa là giáo sư Trần Trung Ngọc đã chết đi, chết thật rồi, ơn Chúa quan phòng mẹ mân côi, bao năm con khấn nay đã toại, ơn Chúa nhiệm màu lạy Chúa tôi. Nó chết đi con nhẹ cả người, từ nay có giấc ngủ yên rồi, bao năm nó phá không ngủ được, cũng vì bênh vực Chúa mà thôi. Mà con bênh Chúa có được đâu, nó viết nghênh ngang sóc lên đầu, toàn lấy sách bu mà dẫn chứng, nên con chỉ biết chửi tào lao. Có nghĩa là giáo sư Trần Trung Ngọc thì dựa vào những cuốn sách của Mỹ, của nước ngoài, và đặc biệt là sách của chính những người tu sĩ tỉnh ngộ họ viết ra, cho nên là con chiên chỉ biết chửi tào lao thôi. Nó nói tổ tiên Chúa có đuôi. Để Ly giải thích vì sao giáo sư Trần Trung Ngọc nói tổ tiên Chúa có đuôi nhé quý vị. Tức là các nhà khoa học đã chứng minh con người là sản phẩm tiến hóa của một loài linh trưởng, do vậy Chúa cũng không là ngoại lệ, cho nên là Chúa là từ loài linh trưởng nha. Giờ mời quý vị nghe tiếp nha. Ly phải lấy giải thích. Nó nói tổ tiên Chúa có
Vợ con Chúa cũng đã có rồi. Xíu nữa Ly sẽ đọc giải thích. Vợ con Chúa cũng đã có rồi. Chúa bị cởi truồng rồi mới chết. Vợ con Chúa cũng đã có rồi. Để Ly giải thích luôn cho quý vị nghe nhé. Chúa bị cởi truồng rồi mới chết là thời của Giê-xu, những người bị án tử hình bằng cách đóng đinh trên thập giá phải bị cởi bỏ quần áo hoàn toàn, không có ưu tiên được khuyến mãi cái khố như tượng và hình vẽ các con chiên đang tôn thờ. Cái khố ở trên hình của Giê-xu thực chất là do các nhà họa sĩ họ vẽ ra, họ thêm vào, chứ không phải là khi Giê-xu mắc thì là khi Giê-xu bị đóng đinh thì thực tế là bị lột trần truồng. Mời Ly đọc lại từ đầu cho nó liền nhé quý vị nhé, giờ không giải thích nữa. Nó nói tổ tiên Chúa có đuôi, vợ con Chúa cũng đã có rồi. Chúa bị cởi truồng rồi mới chết, Chúa chết cũng thành đất mà thôi. Chúa hãy nói đi, hỡi Chúa tôi, mở cho con mắt chúng thành người, là Chúa phục sinh từ cõi chết, là Chúa toàn năng của muôn loài. Là Chúa toàn năng của muôn loài nên Chúa hiển linh khắp nơi nơi, trừng phạt đứa nào không tin Chúa, hỗn hào bảo Chúa có cái đuôi. Nó bảo con chiên Chúa rất ngu, suốt đời chỉ có đức tin mù. Nó bảo Đức Cha cùng giáo hội, cổ kim chỉ rặt lũ ngụy tu. Các cha đang dẫn dắt chúng con, đại diện ngôi cao ở dương trần. Nó bảo các ngài chơi con nít, nhồi sọ con chiên đến ngu đần. Chúa có nghe không? Chúa biết chăng? Bao con chiên Chúa dưới dương trần, bấy lâu uất ức mà cam chịu, có mồm mà vẫn cứ như không. Lời nó rao rao khắp năm châu, người ta nghe nó khắp địa cầu. Con chiên Chúa cũng hồn dao động, chẳng biết Chúa Trời có hay không. Đức Mẹ Mân Côi, mẹ chúng con, nó chẳng buông tha, cũng viết càn. Nó bảo đồng trinh sao biết đẻ, đã có ai từng khám bà không? Không khám làm sao biết còn trinh? Còn trinh sao cái bụng cứ trình hình? Còn trinh sao đẻ hai ba lứa? Rõ là chỉ tại cái đức tin. Dân Chúa ai nghe cũng sôi gan, nghe qua con cũng bật chửi càn. Khổ nỗi nó trưng nguồn khoa học, nên đành cam chịu tím tâm can. Chẳng lẽ để cho chúng nói bừa? Cho nên dân Chúa quyết đi thưa, hợp quần cả tỷ con chiên Chúa, chắc chắn tên này sẽ phải thua. Cái người mà kêu gọi là bà Dr. Thanh ở bên Mỹ, và một ông gọi là Nguyễn Văn Thắng, thiện ý Nguyễn Văn Thắng, ông Hoàng Duy Hùng và rất nhiều người nữa cùng kêu gọi là thu thập chữ ký của hơn 1 tỷ tín đồ khắp thế giới, kiện giáo sư Trần Trung Ngọc ra tòa. Cho nên mới có câu là tiếp theo nhé quý vị: năm trước con chiên Nguyễn Thị Thanh, bà này là có cái nick là Dr. Thanh, năm trước con chiên Nguyễn Thị Thanh định rằng sẽ kiện nó tranh bành, có Chúa ngôi cao ban phép thánh, hàng tỷ tín đồ sẽ hoan nghênh. Định rằng nó sẽ run vì sợ, định rằng sợ nó sẽ phải câm. Thế nhưng nó cứ trơ như phỏng, vẫn cứ rung đùi tỉnh như không. Nó còn khuyến khích chúng con thưa, tức là giáo sư Trần Trung Ngọc có viết bài khuyến khích thưa, và nếu cần tài liệu thì giáo sư cho mượn. Nó còn khuyến khích chúng con thưa, sách vở của Bu nó có thừa, nếu cần nó sẽ dâng cho mượn, Chúa xem như thế có đều chưa. Con bảo chúng rằng Chúa vị tha, vì thương nhân loại phải băng hà, bị đóng đinh vào cây thập giá, cứu rỗi loài người, cứu rỗi ta. Nó bảo Chúa xúi người ta bỏ vợ chồng, bỏ cha bỏ mẹ bỏ bà ông, đưa đầu cho Chúa ngồi ngự trị, ai không tin Chúa phải mạng vong. Có nghĩa là giáo sư Trần Trung Ngọc dựa vào cái câu này, cho nên giáo sư mới nói Chúa xúi người ta bỏ vợ chồng này,
Dựa vào câu kinh thánh Luca chương 14 đoạn 26, nếu kẻ nào đến với ta mà không căm ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và ngay cả đời sống của hắn thì hắn không thể là môn đồ của ta. Và một câu nữa là hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những người không muốn ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt ta. Cái này là theo Luca chương 19 đoạn 27. Cho nên mới có đoạn là cứu rỗi kiểu này giống du côn, giống xã hội đen, bến Vân Đồn, giống bọn giang hồ, cầu ông lạnh đó quý vị. Thế mà dân Chúa cứ tạ ơn. Mời quý vị nghe tiếp cái đoạn này nhé. Ly đọc lại nhé. Đức mẹ mân côi, mẹ chúng con, nó chẳng buông tha cũng viết càn. Nó bảo đồng trinh sao biết đẻ, đã có ai từng khám bà không? Không khám làm sao biết còn trinh, còn trinh sao cái bụng cứ trình hình, còn trinh sao đẻ hai ba lứa, rõ là chỉ tại cái đức tin. Dân Chúa ai nghe cũng sôi gan, nghe qua con cũng bật chửi càn. Khổ nỗi nó trưng nguồn khoa học, nên đành cam chịu tím tâm can. Chẳng lẽ để cho chúng nói bừa, cho nên dân Chúa quyết đi thưa. Hợp quần cả tỷ con chiên Chúa, chắc chắn phe này nó sẽ thua. Năm trước con chiên Nguyễn Thị Thanh định rằng sẽ kiện nó banh chành, có Chúa ngôi cao ban phép thánh, hàng tỷ tín đồ sẽ hoan nghênh. Định rằng nó sẽ run vì sợ, định rằng sợ nó sẽ phải câm. Thế nhưng nó cứ trơ như phỏng, vẫn cứ rung đùi tỉnh như không. Nó còn khuyến khích chúng con thưa, sách vở của bu nó có thừa. Nếu cần nó sẽ dâng cho mượn, Chúa xem như thế có đều chưa. Con bảo chúng rằng Chúa vị tha, vì thương nhân loại phải băng hà, bị đóng đinh vào cây thập giá, cứu rỗi loài người, cứu rỗi ta. Nó lại bảo Chúa xúi người ta bỏ vợ chồng, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ bà ông, đưa đầu cho Chúa ngồi ngự trị, ai không tin Chúa phải mạng vong. Cứu rỗi kiểu này giống du côn, giống xã hội đen bến Vân Đồn, giống bọn giang hồ cầu ông lãnh, thế mà dân Chúa cứ tạ ơn. Con thề tin Chúa suốt cuộc đời, cho dù chúng nó nói ngược xuôi, hồn con vẫn nguyện dâng cho Chúa, Thiên Chúa trong con mãi rạng ngời. Mấy chục năm qua sống lưu vong, nhưng con chiên Chúa vẫn một lòng, vẫn tin rằng Chúa luôn soi sáng, để một ngày kia phất cờ vàng. Chúng nó hỏi Chúa của con chiên, Chúa toàn năng, sao không vặn cổ lũ vô thần, chỉ cần hợp lại xin ơn Chúa, quá dễ, cần chi phải biểu tình. Nhưng con chiên Chúa ở bên nhà, những con chiên Chúa ở bên nhà vác búa, vác kìm, vác ống loa. Cái này nói về thằng Ngô Quang, thằng giám mục Ngô Quang Kiệt biểu tình ở Hà Nội nguyên một năm trời, từ 2007 đến 2008, vác búa, vác kìm, vác ống loa, vác tượng Maria, tượng Giê-xu ra cắm lu bù, quý vị. Những con chiên Chúa ở bên nhà vác cuốc, vác búa, vác kìm, vác ống loa, đập phá tường rào, đập phá tường rào của công ty May Chiến Thắng, quý vị. Đập phá tường rào đòi đòi đất Chúa, Chúa sao chẳng giúp để ra tòa. Sau đó là có một số bị đi tù vì cái tội phá hoại, hủy hoại tài sản của công dân đó quý vị. Đất đai của Chúa con chiên đòi, toàn năng sao Chúa biệt tâm hơi. Khi thấy con chiên vào nhà đá, Chúa chẳng thèm chia sẻ một lời. Chúng nó vô thần có biết đâu, quyền năng của Chúa rất nhiệm màu, chẳng qua Đức Chúa đang thử thách, chúng hãy chờ xem chẳng lâu đâu. Thiên Chúa hiển linh khắp hành tinh, hiển linh đâu dễ để ta nhìn, vô thần muôn kiếp không hiểu được, phúc cho ai không thấy mà tin. Nó chết đi do Chúa hiển linh, tức là bác Trần Trung Ngọc mất lúc năm 84 tuổi, nhưng mà Chúa hiển linh cho nên mới ấy. Nó chết đi do Chúa hiển linh,
Trừng phạt răn đe kẻ vô thần, năm nay nó 84 tuổi, không phạt nó còn sống cả trăm. Phúc quá, đội ơn Chúa. Amen. Và đây là tác giả viết nè: Thưa giáo sư, với tội lỗi của ông, theo các con Thiên Chúa thì ông hiện đang phải nằm dưới 9 tầng hoàng ngục rồi. Tôi xin được cầu an và chúc lành cho ông. Amen. Hết rồi thưa quý vị. Và bài thơ này Duy muốn gửi đến cho một anh giáo dân đã tỉnh ngộ. Anh muốn dùng bài thơ này để anh đọc cho bà chị nghe. Kính chào quý vị.